Lần đầu tiên ông anh xin gửi đến lời chào thương thương, quý vị một lời chào yêu mến và trân trọng nhất. Hôm nay ông anh xin gửi đến ca khúc sáng tác mới nhất của người thầy Ngọc Sơn 2016. Ca khúc được mang tên Cảm ơn cha mẹ. Xin quý vị cùng lắng nghe. Không thể nào quên tình
Ngọc Anh xin gửi đến ca khúc nổi tiếng của người thầy Ngọc Sơn. Sáng tác đã lâu, bài hát này xin dành tặng cho những người mẹ yêu thương. Ca khúc được mang tên Lòng Mẹ Hai, xin mời cùng lắng nghe. Cảm ơn những tràng vỗ tay đã gia đình rất nhiều. Ngày đêm gian nan nhớ nhà, sáng mai con sẽ
gì, con nhớ gì. Câu này xuống là nhớ những mẹ thân thương nha, vỗ tay nha. Con sẽ về mẹ.